hai hai sự thật thú vị và lạ lùng đến mức khó tin. Số 2 rất bất ngờ nhưng không ai dám thử. Thế giới của chúng ta thực sự rất rộng lớn và phong phú. Vì vậy rất nhiều điều kỳ lạ vẫn luôn diễn ra đâu đó mà có thể bạn không biết. Bạn sẽ thấy kiến thức mình có được hạn hẹp như thế nào sau khi xem những sự thật sau đây. Một, quốc ca của Tây Ban Nha không có lời bài hát. Hai, xác chết vẫn có thể nổi ra gà. 3. Cưỡi ngựa đấu thương là môn thể thao quốc gia ở Maziland. 4. Cho 1,2 triệu con muối lần lượt đốt, một người bình thường sẽ cạn kiệt máu. 5. Cựu Tổng thống Haji Trung Men không nhận bất kỳ một đồng trợ cấp nào từ chính phủ sau khi hết nhiệm kỳ. Ông tin rằng nhận tiền khi không còn đương chức sẽ làm hủy hoại giá trị ở văn phòng cũ của mình ông sống với 113 đô la, khoảng 2,5 triệu đồng, mỗi tháng, từ lương hưu khi ông còn ở quân đội. 6. Sau khi George Washington chết, Napoleon đã yêu cầu để quốc tang 10 ngày tại Pháp. 7. Nơi am sở trong, mang một mảnh của chiếc máy bay đầu tiên của anh em nhà Joe bờ ra dơ lên mặt trăng. 8. James Harrison đi hiến máu vào năm 13 tuổi và cam kết sẽ chỉ đi hiến máu khi nào đạt tuổi trưởng thành. Nhưng sau đó máu của ông được phát hiện rằng có chứa kháng nguyên hiếm có chống lại bệnh hê sút. Ông sau đó đã hiến máu hơn 1.000 lần, cứu sống 2 triệu người. 9. Một nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nàng Mona Lisa thực sự đã có lông mày. Nó chỉ là bị phai mờ dần theo thời gian. 10. Ả Dập phải nhập khẩu rất nhiều lạc đà từ Australia 11. Một mái tóc đầy đủ của con người có thể nâng được đến 10 tấn trọng lượng, nhưng tốt nhất bạn không nên kiểm nghiệm điều này ở nhà. 12. Lời đầy đủ của quốc ca Hy Lạp có tới 158 câu. 13. Theo luật của tiểu bang con cắt, dưa chua có thể bị trả về nếu chưa đủ độ chua. 14 hầu như mèo chỉ kêu meo meo với loài người, chứ không phải với những con mèo khác. 15. Căng ga không thể nhảy lùi. 16. Lạc đà an ba -cát có thể chết vì cô đơn. Vì vậy, chúng luôn phải được nhốt trong chuồng con một con hoặc một nhóm khác. 17. Nếu New York là một quốc gia và cảnh sát New York là một đội quân, thì đội quân này được chi tiền nhiều thứ 20 trên thế giới đứng sau Hy Lạp và đứng trước Triều Tiên. 18. Nepal là quốc gia duy nhất trên thế giới có quốc kỳ không phải hình chữ nhật hoặc hình vuông. 19. Trong năm 1986, một hồ núi lửa ở Kamezun, châu Phi đã giải phóng một lượng lớn các đám mây khí CO2, giết chết 1.746 người chỉ trong vài phút. 20 vết sẹo hình thành do bị sét đánh trúng trên da người được gọi là hình Lichtenberg. 21. Sữa của hà mã có màu hồng. 22. Hai hai. Rất nhiều thương hiệu nước hoa đắt tiền thực sự có chứa phân cá voi.